Giới thiệu về mặt hàng lưới inox Dạ, 20 giới mét. thiệu bộ con nhảy lên dây lên 20 mét kia. thì có được gọi là 20 lỗ trên 1 inch. Có nghĩa là 20 lỗ trên 2,54 cm. Dạ. Sau đây tôi sẽ làm mẫu cho các bạn xem. Đây là cái thước kẹp và đây là mặt lưới. Đây mặt Ủa, lưới hai nghe ra đi, nhận thức. hai khi ta đo thước tới 2,5 cm. Đấy, 2,5 cm. Và ta để cái thước, ta đếm bao nhiêu lỗ? Bao nhiêu lỗ? Bao nhiêu lỗ? Trên 2,5 cm là lưới bao nhiêu mét? Lưới thì nó có rất nhiều. Đây, bây giờ ta đếm lỗ. Thực tiết nó rất là mờ. Đây là những ví dụ cho các bạn thấy để biết cách sử dụng cây thước và biết cách để mình biết được cái lưới 20 mét là lưới như thế nào ở trong chuyên ngành về lưới inox. Lưới 20 mét thì nó có rất nhiều nhiều chủng loại inox 304, 201 và 316. Lưới nó có khổ 1 mét, mét 2, mét rưỡi. Và một chiều dài của lưới nó là 30 mét trên một cuộn. Cái đây là một cuộn nguyên của lưới. Lưới, cái sợi lưới thông dụng nhất mà hiện tại trên thị trường đang dùng đó là lưới inox 304. Cái sợi lưới nó 0,2 mm. Một cuộn nó 30 mét thì nó nặng 10 kg. Và nếu mà sợi 0,3 thì nó nặng, đây là sợi 0,3 thì nó nặng là 10 nặng là 35 kg. Loại 0,3 thì nó dài hơn một gọi ha. Dày hơn. Còn nếu mà sợi 0,4 á, sợi 0,4 thì nó nặng là đây, đây là sợi 0,4 nè. Sợi 0,4 nó cứng hơn so với sợi 0,2 và 0,3. Mà một cuộn nó là 47 kg. Vuông dài 30 mét. Còn ngoài ra có khổ 1 mét, mét 2, mét rưỡi. Tùy theo mục đích sử dụng mà ta chọn lưới loại khổ lưới và chủng loại cho phù hợp với cái chi phí đầu tư. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn vào clip tiếp theo. Bye bye. Tổng kho lưới inox Lê Hùng Bắc Ninh, điểm đến lớn nhất miền Bắc với cam kết giá tốt và chất lượng không đối thủ. Khi bạn nói đến việc tìm kiếm một địa điểm đáng tin cậy để mua lưới inox tại miền Bắc Việt Nam, không thể không nhắc đến tổng kho lưới inox Lê Hùng tại Bắc Ninh. Được biết đến là một trong những địa chỉ hàng đầu về lưới inox tại khu vực này, Lê Hùng đã xây dựng uy tín và danh tiếng của mình trong việc cam kết giá tốt và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Dưới đây là một số điểm nổi bật về tổng kho lưới inox Lê Hùng tại Bắc Ninh. Sản phẩm đa dạng, các tổng kho lưới inox tại Bắc Ninh thường cung cấp một loạt các sản phẩm lưới inox khác nhau, từ lưới sọc, lưới chữ thập, lưới tròn, đến lưới hình chữ U và nhiều loại khác. Điều này giúp đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng trong các ứng dụng khác nhau. Chất lượng đảm bảo, các tổng kho lưới inox uy tín thường nhập khẩu sản phẩm từ các nhà sản xuất có uy tín và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt. Điều này đảm bảo rằng sản phẩm lưới inox được cung cấp có chất lượng cao và khả năng chống rỉ tốt. Dưới đây là những điểm nổi bật của tổng kho lưới inox Lê Hùng tại Bắc Ninh. Công ty Lê Hùng là nhà sản xuất, mua bán phân phối lớn nhất Việt Nam, cộng với có kinh nghiệm nhiều năm tạo ra những sản phẩm chất lượng giá cực rẻ. Lê Hùng sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu về các sản phẩm của khách hàng. Nếu quý khách có nhu cầu cần đặt hàng loại tốt tại video bạn đang xem, hay cần tư vấn sản phẩm mua hàng, gọi điện đặt hàng mua qua lô của Lê Hùng 0936144646. Nếu anh chị ở Bắc Ninh, hãy liên hệ trực tiếp tại trụ sở chính, cửa hàng số 65 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh. Sự đa dạng về sản phẩm, Lê Hùng cung cấp một loạt sản phẩm lưới inox đa dạng, bao gồm lưới trang trí, lưới xây dựng, lưới địa kỹ thuật và nhiều loại lưới khác nhau. Sự đa dạng này đáp ứng được nhu cầu của nhiều ngành công nghiệp và cá nhân có các dự án riêng biệt. Cam kết giá tốt, một trong những yếu tố quan trọng khi mua sắm là giá cả. Lê Hùng cam kết cung cấp lưới inox với giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường, giúp khách hàng tiết kiệm được chi phí trong các dự án xây dựng và trang trí. Giá cả cạnh tranh, sự cạnh tranh giữa các tổng kho lưới inox tại Bắc Ninh thường giúp làm giảm giá cả và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Bạn có thể tìm được các ưu đãi tốt và giá phải chăng cho các đợt mua sắm lớn. Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, những người làm việc tại các tổng kho lưới inox thường có kiến thức chuyên sâu về sản phẩm và có khả năng tư vấn cho khách hàng về cách lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất cho nhu cầu của họ.
chất lượng không đối thủ, Lê Hùng luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Sản phẩm lưới inox được cung cấp tại đây, tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đến tay khách hàng. Điều này đảm bảo tính bền bỉ và khả năng chống rỉ tối ưu. Phục vụ theo yêu cầu, khách hàng có thể yên tâm với dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp tại Lê Hùng. Nhân viên tại đây sẽ lắng nghe và tư vấn cho khách hàng về việc lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với dự án của họ. Giao hàng đúng hẹn, Lê Hùng cam kết giao hàng đúng thời gian đã thỏa thuận với khách hàng, giúp đảm bảo tiến độ công việc và dự án của họ. Giao hàng nhanh chóng, việc cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy là một yếu tố quan trọng đối với khách hàng. Các tổng kho lưới inox thường có hệ thống giao hàng hiệu quả để đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng đúng thời hạn. Như vậy, tổng kho lưới inox Lê Hùng tại Bắc Ninh đang phục vụ như một nguồn cung cấp đáng tin cậy cho cả bán buôn và bán lẻ trong khu vực này. Với sự đa dạng về sản phẩm, chất lượng đảm bảo và dịch vụ chuyên nghiệp, họ đang đóng góp tích cực vào sự phát triển của các ngành công nghiệp và xây dựng tại Bắc Ninh. Với sự kết hợp giữa giá tốt, chất lượng đỉnh cao và dịch vụ chuyên nghiệp, tổng kho lưới inox Lê Hùng tại Bắc Ninh không chỉ là một địa điểm mua sắm lưới inox mà còn là đối tác đáng tin cậy cho những người có nhu cầu trong ngành xây dựng, trang trí và công nghiệp. Nếu bạn đang tìm kiếm lưới inox, hãy không ngần ngại liên hệ với Lê Hùng để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất và sự hài lòng tuyệt đối. Chúng tôi rất mong muốn đem đến những sản phẩm cực tốt giá rẻ của công ty Lê Hùng, với phương châm chất lượng và uy tín làm điểm tựa đưa sản phẩm ra thị trường. Với mong muốn mang đến cho quý khách những sản phẩm chất lượng nhất, giá cả cạnh tranh nhất, dịch vụ hoàn hảo nhất, tâm niệm làm hài lòng cho mọi khách hàng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi. Hãy liên hệ trực tiếp tại địa chỉ trụ sở chính cửa hàng số 65 Nguyễn Văn Cử, thành phố Bắc Ninh, đặt hàng nhanh, gọi điện đặt hàng mua qua lô của Lê Hùng 0936144646. Lưới inox là một loại lưới được làm từ thép không rỉ inox, có khả năng chống rỉ tốt và được sử dụng trong nhiều ứng dụng như làm rào, lọc sàn, làm vách ngăn và trang trí. Lưới đan là loại lưới được tạo ra bằng cách đan hoặc dệt các sợi kim loại lại với nhau để tạo ra một mặt lưới mảng. Lưới đan thường được sử dụng trong việc làm lọc, sàng và làm rào. Loại này thường được sử dụng trong lọc sàng, làm rào, làm vách ngăn và trong các ứng dụng cần độ chính xác cao. Lưới hàn được tạo ra bằng cách hàn các điểm giao nhau của dây kim loại để tạo ra các ô lưới. Điều này tạo ra một lưới cứng cáp và thường được sử dụng trong làm rào, bảo vệ và các ứng dụng xây dựng. Loại này thường được sử dụng trong xây dựng rào, tạo thành tấm lọc và trong các ứng dụng đòi hỏi tính bền và độ chịu lực cao. Lưới chống muỗi là một loại lưới thường được làm từ sợi tổng hợp để chống muỗi và côn trùng khác xâm nhập vào không gian sống. Nó thường được sử dụng cho cửa sổ và cửa ra vào để tạo ra môi trường thoải mái và không bị quấy rối bởi côn trùng. Inox có lỗ nhỏ để ngăn muỗi và côn trùng khác xâm nhập vào nhà hoặc không gian bảo vệ, thường được sử dụng trong cửa sổ, cửa ra vào và giường ngủ. Lưới địa kỹ thuật là loại lưới được sử dụng trong công trình xây dựng và địa kỹ thuật để tăng cường cấu trúc đất, đáy cơ sở và chống nứt nền. Nó giúp tăng khả năng chịu tải và ổn định đất đá. Lưới trang trí là một loại lưới được thiết kế với mục đích trang trí, làm đẹp không gian. Nó thường có các mẫu hoa văn và được sử dụng trong trang trí nội thất và ngoại thất. Lưới lọc là loại lưới có lỗ nhỏ, thường được sử dụng để lọc bụi, chất lỏng hoặc các hạt nhỏ trong quá trình sản xuất và xử lý. Lưới xây dựng là lưới hàn hoặc đan thường được sử dụng trong các công trình xây dựng để bảo vệ hoặc tạo cấu trúc cho các bề mặt và công trình xây dựng. Lưới an toàn thường được sử dụng trong xây dựng và công trình để bảo vệ người làm việc khỏi rơi từ độ cao hoặc để bảo vệ người điều khiển máy móc. Lê Hùng, chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất và lời cảm ơn chân thành đến quý khách đã dành chút thời gian quý báu của mình để xem video này và tìm hiểu về những sản phẩm và những mặt hàng chất lượng giá rẻ của chúng tôi. Các bạn xem thấy hay, công ty Lê Hùng rất mong các bạn chia sẻ video hữu ích này cho nhiều người. Thay mặt toàn thể nhân viên công ty Lê Hùng, tôi xin gửi tới quý khách hàng, đối tác lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành nhất. Bạn xem video này, nếu xem thấy hay, bạn ấn vào nút like, nút đăng ký kênh và rất mong các bạn chia sẻ video hữu ích này cho nhiều người. Thay mặt toàn thể nhân viên công ty Lê Hùng, tôi xin gửi tới quý khách hàng, đối tác lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành nhất.